Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel, lại là mình đây. Trước đây ấy, thì mình đã có review cho anh em về cái sản phẩm Xiaomi Mi 11 Lite phiên bản 4G rồi. Tại vì con đấy thì mình có thể mượn được của hãng cũng như là nó có một mức giá hợp lý hơn. Còn con Mi 11 Lite 5G thì có vẻ như là nó chát chát so với cái tầm giá loanh quanh là trên 10 triệu của nó. Tuy nhiên, bây giờ em Mi 11 Lite 5G mình đang có ở đây thì nó chỉ còn mức giá loanh quanh tầm là 8,5 triệu thôi các bạn ạ. Và với mức giá 8,5 triệu thì nếu các bạn đang cần cho mình một thiết bị 5G này, có màn hình đẹp, có cấu hình tốt, có camera ổn, có loa ok, thì gần như em Mi 11 Lite 5G này nó đang toàn diện nhất trong cái tầm giá rồi. Tại vì nếu chúng ta so sánh với Oppo này, nếu chúng ta so sánh với lại Samsung ấy, thì cái tính năng 5G gần như không có, mà bắt buộc chúng ta phải bỏ ra số tiền loanh quanh tầm sấp xỉ 10 triệu đồng hoặc hơn 10 triệu đồng một tí xíu. Đó, nên là chiếc máy này bây giờ thì mình thấy rất đáng tiền. Chúng ta sẽ cùng nhau review về em Mi 11 Lite phiên bản 5G trong tầm giá loanh quanh tầm 8-9 triệu để xem chiếc máy này thì nó có đáng mua hay không nhá. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào chưa biết mua Mi 11 Lite 5G ở đâu thì chiếc máy này đang được bán độc quyền ở Cellphone.net và đang được sale từ mức giá 10.490.000 xuống chỉ còn là 8.490.000 mà thôi, và có rất là nhiều màu sắc cho các bạn có thể lựa chọn nhá. Đường link ở phần mô tả. Còn bây giờ thì đánh giá về em nó thôi. Rồi, trước tiên phải nói rằng là với sản phẩm Mi 11 Lite này chúng ta sẽ có một cái hộp full box, nhưng mà mình chắc không cần nói đến phụ kiện đâu, tại vì phụ kiện của Xiaomi thì nó không thế à các bạn. Về thiết kế thì với em Mi 11 Lite 5G này thì nó cũng tương tự so với em Mi 11 Lite 4G, và nó thiết kế của nó thì cũng hao hao so với sản phẩm Mi 11 của nhà Xiaomi. Và với phần mặt lưng này thì nó tương tự so với sản phẩm Mi 11 Lite 4G. Đương nhiên là chúng ta sẽ có một chút khác biệt là có logo 5G ở đây, và cái phần mặt lưng này thì nó cũng sẽ có một chút hao hao so với phiên bản đàn anh của nó là Xiaomi Mi 11 các bạn ạ. Và bề mặt cái phần mặt lưng này với phiên bản 4G ấy là nó là mặt nhựa bóng với phần màu đen, còn với phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có full bề mặt nhám, nên là cái trải nghiệm cầm nắm sử dụng của nó với bề mặt này thì cực kỳ tốt. Và hơn nữa thì đây là một cái bề mặt kính trong cái tầm giá loanh quanh tầm 8-9 triệu thì mình thấy đây cũng là một cái điểm cộng, tại vì Samsung hay Oppo trong tầm này chúng ta sẽ không có bề mặt kính đâu nha các bạn. Đó, mặt lưng của nó thì rất đẹp, ít bám mồ hôi vân tay, và thiết kế tổng thể phần mặt sau cũng như là cái phần khung viền của nó thì cực kỳ là mỏng luôn các bạn ạ. Và về cụm camera thì nó được trang bị cụm camera có thiết kế khá là dị, tại vì như các bạn đã biết ấy, thường thì mấy dòng điện thoại trong tầm giá này thiết kế sẽ camera giống Samsung hoặc là bố trí giống Oppo chẳng hạn. Còn Xiaomi Mi 11 Lite thì đây các bạn thấy không, camera của nó rất là độc đáo. Và chúng ta sẽ có 3 ống kính ở phần mặt sau. Camera chính là 64 chấm, camera ultra wide 8 chấm và camera macro là 5 chấm nha các bạn. Hỗ trợ khả năng quay video lên đến là 4K. Thì một chút nữa mình sẽ đánh giá về chất lượng của em nó sau. Còn ở phần cạnh viền, các bạn sẽ có ở đây là cảm biến vân tay một chạm này. Thực sự nhá, mình không khoái cái cảm biến vân tay một chạm ở cái phần cạnh viền này lắm. Và trong một số trường hợp khi mà chúng ta vô tình chạm nhầm ấy thì nó sẽ tự động mở khóa luôn. Mà mình nghĩ là các bạn nên là bật cái tính năng là bấm vào nút vân tay mở khóa thì nó sẽ ít bị chạm nhầm nhá. Rồi, về những thứ khác thì các bạn sẽ có ở đây là khai SIM ở ngay bên dưới. Và với chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ hai SIM cũng như là thẻ nhớ, và nó sẽ dùng cho mình cái tiêu chuẩn là hybrid, tức nghĩa là đương nhiên chúng ta phải hy sinh một SIM một thẻ hoặc là hai SIM không có cái thẻ nào. Các bạn sẽ có ở đây là cái cổng sạc Type-C. Các bạn sẽ có hệ thống loa ngoài của em nó. Loa ngoài của sản phẩm Mi 11 Lite thì là một hệ thống loa kép nha các bạn. Và với hệ thống loa này thì mình thấy nó cũng chưa thực sự là quá ấn tượng. Âm lượng thì tới mức là ổn áp, nhưng cái loa kép của nó thì loa dưới nó hơi to nhiều hơn so với cái loa ở phía trên, nên là khi mà chúng ta chơi game thì trải nghiệm của nó là chưa được ổn lắm nha các bạn. Rồi, còn nói đến cái phần là màn hình ấy, thì với sản phẩm Xiaomi Mi 11 Lite có thể coi là một trong những chiếc điện thoại có màn hình đẹp xịn sò nhất trong cái tầm giá này. Tại vì nó sẽ dùng cho mình cái màn hình là AMOLED với kích thước là 6.55 inch. Chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD Plus, nó sẽ có HDR10, nó sẽ có độ sáng cao đến là 800 nit tối đa. Và đặc biệt con này có 90Hz và nó có luôn khả năng hiển thị 1 tỷ màu, tức là nó sẽ hiển thị được 10 bit màu. Với những dòng điện thoại mà có khả năng hiển thị 10 bit màu ấy thì mức giá của nó cũng phải lên đến tầm 15-20 triệu rồi. Con này mức giá chỉ tầm 8-9 triệu, khả năng hiển thị 10 bit màu thì phải nói rằng là cực kỳ là ngon. Khả năng hiển thị của nó khi mà so sánh với những dòng điện thoại Samsung thì mình thấy rằng là nó không có được rực rỡ bằng, nó không có được nổi khối bằng, kiểu cái màu AMOLED trên điện thoại Xiaomi vẫn có một chút gì đó gọi là
trong hơn so với của nhà Samsung thì nó sẽ thiên hướng về cái rực rỡ. Còn nếu so với điện thoại Oppo Reno 5 thì thực sự là Oppo Reno 5 không có tuổi các bạn ạ. Đến với lại những thứ khác thì về phần camera selfie của nó sẽ là cái phần nút ruồi bé tí nằm góc trái. Và mình thấy rằng là cái bố trí nút ruồi này cực kỳ hợp lý nhá. Tại khi mà chúng ta chơi game ấy, chúng ta sẽ không cần lo lắng đến vấn đề nút ruồi. Khi chúng ta cầm nắm để chơi game như thế này thì gần như đã che luôn cái phần nút ruồi ở bên trong rồi. Đấy các bạn thấy không? Trải nghiệm chơi game thì rất là tốt các bạn ạ. Về phần mềm thì với chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi thì có một cái điểm chung là nó luôn chạy MIUI, và MIUI của bất kỳ chiếc máy nào thì nó cũng tương tự như nhau. Chức năng thì gần như không có update quá nhiều các bạn ạ. Các bạn vẫn có một số tính năng như là kéo ra để có thể là ra được phần Control Center này, kéo bên trái để có thể vuốt được phần thông báo. Cái này thì mình đánh giá cực kỳ hay và mình thích cái điều này khi mà Xiaomi học hỏi của iPhone. Còn với những dòng điện thoại như là vuốt ra một cái nó show hết toàn bộ thông báo cũng như là show hết toàn bộ thanh công cụ thì nó chưa được tiện lắm. Và chiếc máy này thì nó sẽ được chạy cho mình phiên bản MIUI là 12.5.1 nhá, cũng là một cái phiên bản MIUI rất là mới rồi, và nó sẽ được tùy biến trên nền Android 11. Thì mình thấy rằng là cái trải nghiệm của nó thì thực sự là rất tốt. Về cái phần cấu hình chính là thứ mà các bạn chắc chắn sẽ hơi bị lăn tăn này. Các bạn sẽ không biết được rằng là con chip Snapdragon 778 hiệu năng của nó sẽ như thế nào đúng không? Thì mình sẽ phân tích cho các bạn luôn. Với con chip Snapdragon 780G này thì nó sẽ mạnh xấp xỉ với con chip là Snapdragon 855 cũng như là Snapdragon 855 Plus các bạn ạ. Đấy, thực sự là đây là một con chip mà mình đánh giá rằng là cực kỳ mạnh trong tầm giá rồi. Và với điểm số AnTuTu nó thu được ấy thì sẽ loanh quanh đâu đó là 528.739 điểm AnTuTu. CPU của nó là 160 và GPU của nó là 167.000 điểm. Với số điểm này và với cái cấu hình này thì các bạn có thể là thoải mái cân được những tựa game như là PUBG ở cái mức đồ họa cao nhất là HDR cộng với Ultra, hoặc đồ họa thấp nhất là mượt cộng với lại Extreme, hoặc anh em chơi tựa game Liên Quân Mobile hoặc tất cả những tựa game gọi là phổ biến bây giờ thì đều chơi được ở cái mức là 60fps, đều chơi được ở cái mức là max setting cực kỳ là ngon các bạn ạ. Nói chung ấy, là khi mà mình trải nghiệm tựa game PUBG trên chiếc máy này thì mình thấy nó rất là mượt, trải nghiệm game của nó thì cực kỳ ổn áp và cảm giác cầm nắm khá là nhẹ, nên là khi mà mình cầm nắm để chơi game trong thời gian dài thì cũng rất là ổn và gần như không có bất kỳ một chút vấn đề nào cả. Cái điểm khó chịu duy nhất của nó là mình thấy nó hơi mỏng. Nếu bạn nào mà muốn chơi game ấy thì mình nghĩ các bạn nên đeo thêm một cái ốp thì cho cảm giác cầm nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, đến với lại những cái điểm tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái phần là camera đi. Thực sự nhá, camera đang có trên cái sản phẩm Xiaomi Mi 11 Lite đối với cá nhân mình thì mình cảm giác rằng nó chưa được ấn tượng cho lắm. Mặc dù độ phân giải của nó cũng ngon, 64 chấm, mặc dù là nó vẫn dùng cảm biến ok, được Xiaomi tập trung quảng cáo khá là nhiều về các khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên thì nếu so sánh với Oppo, nếu so sánh với Samsung thì mình thấy con Mi 11 Lite này nó vẫn có một cái gì đấy gọi là chưa bằng. Nó chưa thể nào mà so sánh về chất lượng ngang bằng hoặc thậm chí là hơn so với Oppo Reno 5 hay là Galaxy A52 được. Chất lượng của nó thì mình thấy nó cỡ ở cái mức là khá ngon trong tầm giá thôi. Còn ngon nhất thì đây chưa phải là một cái lựa chọn tốt. Mình có chụp một vài bức ảnh trong điều kiện thiếu sáng này, các bạn thấy không? Mình có bật chế độ chụp ảnh đêm lên rồi. Màu sắc nếu các bạn nhìn qua thì thấy ổn, nhưng mà khi mà zoom ra thì con này hơi thiếu chi tiết và nó cái hệ thống chống rung của nó ấy, mình thấy chưa được ổn lắm. Còn về phần camera selfie, nó sẽ được trang bị cho mình camera selfie là 20 chấm. Nhưng mà nếu để so sánh với điện thoại Oppo trong tầm này thì camera selfie 20 chấm của nó cũng chưa phải là ngon nhất. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu selfie ở mức trung bình hoặc khá thì với cái camera selfie này thì mình thấy cũng ngon, không có gặp đến vấn đề gì đâu. Các bạn nên sử dụng với những phần mềm selfie bên thứ ba như kiểu là B612 này nọ thì sẽ ok hơn. Còn phần mềm camera selfie gốc của Xiaomi thì mình thấy chưa được ổn lắm. Nên là khi mà mình dùng mấy điện thoại của Xiaomi thì mình không bao giờ bật chế độ làm đẹp, mà mình sẽ đặt nó ở về cái mức thấp nhất. Rồi, đến với lại những cái điểm khác thì có một cái điểm mà mình cũng thực sự là phải chia sẻ thẳng thắn với anh em luôn, là chiếc Mi 11 Lite 5G này nó không có cái vị trí cổng cắm 3.5 ở đâu. Có thể là Xiaomi làm chiếc máy này mỏng quá, hoặc là Xiaomi muốn theo trend trong thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ dùng tai nghe True Wireless chẳng hạn. Đấy, nên là Xiaomi Mi 11 Lite đã bay màu cổng cắm tai nghe 3.5, chỉ có một cổng Type-C duy nhất rồi. Thế nên là nếu như các bạn muốn chơi game mà có độ chế thấp, hoặc các bạn muốn có cắm cái tai nghe của mình vào thì bắt buộc phải dùng với cái adapter hoặc là phải mua tai nghe Type-C, thì đây là một cái điểm bất tiện. Và cái điểm thứ hai là pin con này thực sự không quá trâu. Pin của nó chỉ ở cái mức là 4250 mAh mà thôi. Và với dung lượng pin này
Thì nếu các bạn dùng với một cái nhu cầu gọi là trung bình khá đi thì các bạn có thể dùng được tầm là hơn 5 tiếng on stream. Còn nếu các bạn chơi game thì sẽ được loanh quanh trên dưới 4 tiếng tùy vào các bạn điều kiện các bạn chơi, tựa game chơi, đồ họa chơi như thế nào thì sẽ được tầm loanh quanh tầm 4 tiếng, mình nghĩ như vậy thôi. Đó. Và con này sẽ có sạc nhanh là 33W, cũng không phải là nhanh nhất nhưng mà nó ở cái mức là cân bằng trong cái tầm giá này rồi. Rồi, và cái điểm cuối cùng ấy là con này cũng sẽ có cho mình cái IP53. Nhưng thực sự mình phải chia sẻ thẳng thắn với các bạn rằng IP53 là một cái gì đấy nó cực kỳ là thấp. Các bạn không nên đi mưa, các bạn cũng không nên ngâm nước, các bạn không nên dại dột mà cho H2O tác dụng với lại chiếc máy này, tại vì nó có thể sinh ra một chiếc máy khác đấy. Ok, chắc là video đánh giá về cái sản phẩm Mi 11 Lite 5G này tại đây. Đây chưa phải là một chiếc máy có những cái yếu tố ngon nhất trong tầm giá. Ví dụ như là về cấu hình thì chắc chắn so sánh với những dòng điện thoại xách tay hoặc so sánh với những con chip như là Snapdragon 870 chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ không bằng, hay là camera selfie của nó cũng sẽ không bằng, hay là viên pin của nó thì cũng sẽ không thực sự là quá trâu. Nhưng đây là một chiếc máy hỗ trợ tính năng 5G này, có một cái màn hình hiển thị đẹp này, có một cái hiệu năng gọi là rất là mạnh rồi đó, và camera của nó thì ở cái mức là ổn áp. Cùng với đó thì những tính năng như là loa kép, kháng nước nhẹ thì nó vẫn có đấy. Nói chung ấy là nếu các bạn đang muốn kiếm cho mình một cái điện thoại có trải nghiệm gần như là ngon về mọi mặt thì Mi 11 Lite 5G là một cái lựa chọn nó rất là hợp lý các bạn ạ. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả nhé. Hãy nhớ subscribe FA Channel và subscribe Check Hàng Online để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Bye bye.